Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, được rơi mắt vào màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Nóng, chặt đất, mất xích quan trọng, lò và củi đang được trở đến trước nhà Lê Thanh Hải. Em là người con ưu tú, tiêu biểu của đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành phố rất tự hào với em. Ông Lê Thanh Hải, nguyên bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đã bật khóc khi nói về ông Võ Văn Thưởng tại buổi nhận nhiệm vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Hẳn những ai quan tâm đến chính trị đều nhớ hình ảnh ông Hải khóc nức nở khi ông Võ Văn Thưởng trượt trước bí thư Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải tràn lan trên truyền hình báo chí. Tại sao vậy? Câu chuyện không đơn giản chỉ là tình cảm anh em đồng chí với nhau. Điều này thể hiện triệu đại gần hai chục năm trời thống trị Sài Gòn, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đang rơi vào vòng nguy hiểm. Vậy mà cho đến nay, ông Hải với tội ác tay chơi với người dân Thủ Thiêm vẫn còn ung dung hưởng phước. Phải chăng vô hiệu hóa ông Võ Văn Thưởng là bước mở đường cho việc đưa ông Hải vào lò bác trọng? Gia tộc giàu nhất Việt Nam Hải tham gia cách mạng năm 1968, hòa bình thì đi học bổ túc văn hóa. Hải khét tiếng tan đạo, tham nhũng vơ vét và tham vọng quyền lực. Hải có nhiều người thân vinh thân phỉ ra, nhờ gia thế nên người ta thường gọi chung là gia tộc Lê Thanh Hải gồm Lê Thanh Hải, Trương Thị Hiền, Lê Tấn Hùng, Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hòa, bà Trương Thị Hiền vợ Hải đã bị cho lên thớt vì thông đồng chia sẻ gói thầu hàng trăm tỷ tại học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Trương Hải Hiếu, con trai của Hải, được Hải cho du học bằng ngân sách nhà nước. Khi về làm phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, Hiếu bị kỷ luật khiển trách vì đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Lê Trương Hiền Hòa, ngoài vị thế giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch thì lập công ty kinh doanh bất động sản, kinh doanh đồ gỗ nội thất. Ông Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sagi là em ruột của Lê Thanh Hải, chi khống 13,3 tỷ đồng đã nhận án 25 năm. Tội ác của Lê Thanh Hải và đồng bọn Ai cũng biết, Thủ Thiêm là khối ung nhọt đã tồn tại gần 20 năm, nhưng Ban Bí Thư và Bộ Chính trị trong 4 khóa 9, 10, 11 và 12 lại giữ im lặng, không hề lên tiếng cái sáng suốt và tài tình của đảng là Lê Thanh Hải và đồng bọn cứ sau một thời gian gây tội ác với dân lại được thăng quan tiến chức cao hơn. Lê Thanh Hải từ chủ tịch lên bí thư và vào bộ chính trị. Điều đáng nói nữa là với diện tích đất bị giải tỏa lỗ là gần 200 hecta, vậy mà những đầu óc kiệt xuất của giới đỉnh cao trí tuệ trong đảng, cụ thể là thanh tra chính phủ mới chỉ xác định có 4,3 hecta ở khu phố 1, phường Bình An, quận 2 là nằm ngoài danh quy hoạch toàn bộ 312 hộ dân từng định cư sinh sống trên 4,3 hecta đất trên đều bị đập nhà và trắng trợn cướp đất. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân Thủ Thiêm nói trắng ra rằng họ không chấp nhận kết luận của thanh tra chính phủ tại văn bản số 779 TTCB VI về kết luận kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 3 năm 2020, các báo đồng loạt đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, điều mà dư luận quan tâm nhất là mức độ kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải. Mức độ kỷ luật phụ thuộc vào mức độ phạm tội. Vậy tội của ông Lê Thanh Hải ở mức độ nào? Về tội của ông Lê Thanh Hải, không ai có thể phán xét đúng vì nó quá nhiều, quá lớn và khuất tất chỉ có thể phán xét gần đúng muốn phán xét gần đúng tội của ông lê thanh hải thì không thể dựa vào một người mà phải tổng hợp từ nhiều người từ cấp trên của ông từ cấp dưới của ông từ đồng nghiệp của ông từ đối tác trong và ngoài nước của ông từ vây cánh của ông từ đồng bọn của ông từ người thân của ông và từ nạn nhân của ông những người sống và những người đã mất trong đó có hàng chục ngàn đồng bào thủ thiêm ở mặt khác, phải biết được các giao dịch và hệ thống tài chính chìm nổi của ông vẫn chưa đủ phải đánh giá được hệ lụy và hậu quả tan phá do ông gây ra. Bỏ qua nhiều điều chưa biết và nhiều điều không thể liệt kê có thể dẫn ra bốn nhóm tội lớn sau đây của ông Lê Thanh Hải. Một, đẩy hàng chục ngàn đồng bào thủ thiêm vào cảnh oan trái, mất nhà mất đất, kêu oan dòng dã hai chục năm mà chưa đòi được lẽ phải. Muốn đo tội của ông Lê Thanh Hải, hãy đo nỗi khổ của đồng bào thủ thiêm hai Biến nhiều tỷ đô la Mỹ tài sản của nhân dân nhà nước thành tài sản riêng của cá nhân và gia đình, biến hàng chục tỷ đô la Mỹ tài sản của nhân dân của nhà nước thành tài sản riêng của họ hàng, người thân và vây cánh. 3. Biến nhiều vị trí đắc địa chiến lược trị giá nhiều chục tỷ đô la Mỹ của thành phố Hồ Chí Minh trở thành sở hữu của ngoại kiều và gốc ngoại kiều, vô tình đã tạo nên thế cải cắm vững chắc của đội quân thứ 5 của nước ngoài, có thể tạo nên sóng gió tài chính khuynh đảo thành trì kinh tế lớn nhất cả nước và tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm khác khi xảy ra biến cố. Bốn, vô hiệu hóa sự lãnh đạo tập thể của Đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, hủy hoại uy tín của Đảng trong lòng hàng chục triệu người dân trong cả nước. Chỉ cần một trong bốn nhóm tội trên của ông Lê Thanh Hải thì đã thừa cơ sở để xử lý kỷ luật Đảng ở mức cao nhất đối với ông Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải là ủy viên Trung ương Đảng từ năm 2001 và ủy viên Bộ Chính trị trong hai kỳ Đại hội 10 và 11, từ ngày 24 tháng 4 năm 2006 đến ngày 6 tháng 1 năm 2016. Có thể nói, bác Trọng đã hao tâm tổn trí để tìm cách chặt đất chân giết trước khi đưa Lê Thanh Hải vào trồng. Lò đã nhóm củi, bà con thủ thiêm sẽ được thỏa lòng một ngày không xa. Dược lửa, nữ chủ tịch huyện Đồng Nai bị lừa hơn 100 tỷ, tỉnh bơ tố cáo. Cả nước hoàng hồn tiền đâu nhiều vậy, trung ương vào cuộc xác minh khẩn. Thưa quý vị, dư luận hiện đang rất sốc khi một nữ chủ tịch ở Đồng Nai bị bốc hơi hơn 170 tỷ đồng. Hẳn mọi người sẽ thắc mắc, dù là 100 tỷ chứ không phải là 170 tỷ thì sao một chủ tịch huyện lại nhiều tiền thế? Thì phía trên báo chí nói rõ là bà huy động người thân nộp tiền. Nhưng câu hỏi vì sao một chủ tịch huyện lại bị lừa thế được, trong khi cảnh báo lừa đảo qua mạng quá nhiều rồi? Có lẽ có ẩn khúc gì đó mà chúng ta chưa được biết, cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch huyện Nhân Trạch Đồng Nai bị nhóm lừa đảo công nghệ cao đăng nhập vào tài khoản ngân hàng lấy đi số tiền lớn. Một nguồn tin xác nhận số tiền nhóm lừa đảo công nghệ cao rút từ tài khoản bà Nguyễn Thị Giang Hương là khoảng 170 tỷ đồng. Chiều cùng ngày phóng viên đã gọi điện cho bà Nguyễn Thị Giang Hương để tìm hiểu vụ việc nhưng bà Hương không bắt máy, nhắn tin cũng chưa hồi âm. Sau đó bà Hương cho hay đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản Tiền trong tài khoản chứ tôi không chuyển tiền. Công an vẫn đang điều tra nên tôi chưa thể nói gì thêm. Số tiền bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng để công an làm việc cụ thể xem sự vụ ra sao. Sau khi báo chí thông tin, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay sẽ lưu ý việc kê khai tài sản của nữ chủ tịch huyện này. Được biết, bà Nguyễn Thị Giang Hương, sinh năm 1973, hiện giữ chức phó bí thư huyện ủy Nhân Trạch, chủ tịch ủy ban dân huyện Nhân Trạch Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2025. Theo các nguồn tin cho hay, bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản. Trước đây, một số chủ tịch huyện tại các địa phương khác cũng từng là nạn nhân của trộm cắp với thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, hàng chục ngàn đô la. Hồi tháng 8 năm ngoái, bốn bị cáo bị tòa án tỉnh Đắk Lắk kết án tổng cộng 63 năm tù với cáo buộc cướp tiền vàng trị giá 2,3 tỷ đồng tại nhà ông VVM, chủ tịch huyện ở tỉnh này. Bản tin cho biết thêm trong vụ trộm xảy ra vào hồi tháng 10 năm 2022, sau khi ông M rời khỏi nhà, nhóm bị cáo nhảy qua tường rào, đột nhập vào nhà ông này. Sau đó các bị cáo dùng hung khí buộc bà vợ ông M mở két sắt đưa tài sản. Khi vụ trộm xảy ra, ông M cho rằng tài sản bị cướp là một số tượng gỗ và ba cái đồ vớ vẩn. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Giáp 28 tuổi, Phạm Minh Cường 28 tuổi, Trương Công Việt 25 tuổi cùng chú Đắk Lắc và Trần Vương Trọng Nghĩa 27 tuổi chú Đắk Nông. Trong đó, Giáp, Cường và Nghĩa bị khởi tố để điều tra về tội cướp tài sản, Việt bị khởi tố để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Cũng theo nguồn tin riêng, quá trình điều tra của cơ quan chức năng đã xác định các nghi phạm có hành vi khống chế vợ ông M cướp đi số tài sản tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Trước đó, sáng 14 tháng 10, Giáp, Cường và Nghĩa đã thuê ô tô đi từ thành phố Buôn Ma Thuột đến nhà ông M. Sau đó, Cường ở lại trong ô tô chở sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà ông M, tháo hệ thống camera an ninh và mang theo roi điện, bình xịt hơi cay, băng keo. Khi đột nhập bị vợ ông M phát hiện chi hồ, nhóm nghi phạm đã khống chế rồi tẩu thoát ra ngoài, mang theo số tài khoản đã cướp được. Quá trình điều tra công an xác định, mặc dù biết phần tài sản chia cho Cường là do phạm tội mà có, nhưng Trương Công Việt vẫn giúp Cường mang vào dãy cà phê trôn giấu. Theo cơ quan điều tra, cả bốn nghi phạm liên quan đến vụ cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện nói trên đều có tiền án tiền sự. Trong đó, Cường có một tiền án 15 năm tù giam về tội tiễn người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Việt có một tiền án về tội ảnh hưởng trẻ em, cả ba đối tượng quen biết với nhau trong trại giam. Ông M cho biết sáng cùng ngày, một nhóm người đột nhập vào khu vực phòng khách của nhà ông ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc để trộm cắp tài sản. Trong lúc nhóm đối tượng lục tìm tài sản thì phát hiện ra tiếng động nên vợ ông ở nhà dưới chạy lên kiểm tra Lúc này nhóm đối tượng đe dọa và lấy đi một số tài sản là tượng gỗ, giá trị nhỏ rồi lên xe tẩu thoát. Theo thông tin ban đầu, có một chiếc ô tô làm vàng trước nhà ông M từ nhiều hôm trước. Đến sáng nay, khi ông M đi làm, vợ ông ở nhà thì xảy ra vụ việc. Vụ việc cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Cả có thể sẽ không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo chạy án, mà còn tiếp tục cả ở việc giải mã để xử lý khối tài sản khổng lồ mà cơ quan tốt tụng phát hiện được trong quá trình điều tra vụ án. Cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ, các trang sức kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, tổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Số tài sản này được bị cáo lý giải là tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc mới đây bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre vì vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong đó có vi phạm về thiếu trung thực trong kê khai tài sản thu nhập vụ việc trên thu hút sự quan tâm của dư luận và nhận được nhiều luồng ý kiến có nhiều ý kiến cho rằng nếu đúng là vi phạm của bí thư tỉnh ủy bến tre mang tính hệ thống và kéo dài nhiều năm thì việc bây giờ mới phát hiện và xử lý là chậm bởi việc kê khai cũng như xác minh tài sản hiện nay vẫn còn mang tính hình thức vì chưa đủ điều kiện, chưa có sự phân công cụ thể, chưa đảm bảo về vật lực, nguồn lực để xác minh nên việc kê khai chưa đồng bộ với việc xác minh kiểm tra của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. Thường thì việc xác minh kiểm tra yêu cầu giải trình chỉ thực sự bắt đầu khi có đơn thư tố cáo, khiếu kiện, từ đó mới phát hiện ra sai phạm. Kê khai tài sản, thu nhập chính là một trong những biện pháp hết sức quan trọng nhằm góp phần phát hiện tham nhũng cũng như bảo đảm hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Đây là một biện pháp mà chúng ta đã phải hết sức kiên quyết kiên trì trong nhiều năm qua. Việc hàng loạt cán bộ bị xử lý vì vi phạm trong kê khai tài sản thời gian qua là lời cảnh tỉnh cho những ai còn có ý đồ giấu giếm vi phạm. Việc xử lý sẽ không chỉ dừng lại ở các hình thức kỷ luật nghiêm khắc mà sẽ tiến tới cả việc xử lý những tài sản không có nguồn gốc minh bạch, không chỉ dừng lại ở những cán bộ đảng viên đương chức mà còn cả những người đã nghỉ hưu. Gần 30 năm qua, chúng ta đã nói, đã làm đã có hiệu quả và sẽ còn làm mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tổng Bí Thư sẽ có giai đoạn mới về phòng chống tham nhũng, rất đau xót nhưng buộc phải làm. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Tuần tới tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng. Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Phi Yên, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình lưu ý việc tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực công khai minh bạch trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên theo ông, quan trọng nhất là việc tu dưỡng, tự soi, tự sửa của cán bộ, nhất là những người đứng đầu để không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bày tỏ tin tưởng cuộc chiến chống tham nhũng lãng phí tiêu cực sẽ được thực hiện trên diện rộng, không ai có thể đứng ngoài cuộc, ông yên cho hay, nhân dân mong chờ trên cơ sở mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của ban chỉ đạo trung ương, ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ làm tốt công tác này nhân dân mong muốn các ban chỉ đạo cấp tỉnh và những người đứng đầu có quyết tâm làm hết trách nhiệm của mình theo tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt ai không làm được thì đứng sang một bên ông yên nói bà phạm thị hồng sim phường quán thánh ba đình cũng cho hay cử tri rất đồng tình ủng hộ việc thành lập ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đồng thời cử tri rất mong muốn trung ương có các giải pháp hữu hiệu để ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh không bị vô hiệu hóa hồi đáp cử tri sau đó tổng bí thư nguyễn phú trọng cho hay các tỉnh thành trong cả nước gần như đều đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh ban chỉ đạo này tham mưu giúp cấp ủy chính quyền giải quyết việc liên quan đến phòng chống tham nhũng không chỉ là chống mà còn là phòng phòng thì chính sách thế nào để anh không thể không dám không cần không muốn tham nhũng lần trước tôi cũng đã nói anh nào trong ban chỉ đạo này mà vi phạm thì xử lý trước tổng bí thư nhấn mạnh Tổng Bí thư thông tin tới đây sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng kể từ khi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trực thuộc bộ chính trị được thành lập do tổng bí thư làm trưởng ban. Tổng Bí thư đánh giá đây là hội nghị rất quan trọng để tổng kết rút kinh nghiệm, thành bài học cho giai đoạn sắp tới. Tôi hy vọng sắp tới sẽ có một giai đoạn phát triển mới tiến bộ hơn về công tác phòng chống tham nhũng, tổng bí thư bày tỏ. Rất đau xót nhưng buộc phải làm. Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian chia sẻ về việc xử lý kỷ luật hai ông Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh do liên quan đến công ty Việt Á. Ông nhấn mạnh, hai ủy viên Trung ương Đảng không những một khóa mà như ông Trung Ngọc Anh còn ba khóa nhưng vẫn bị xử lý khai trừ ra khỏi đảng. Cũng theo Tổng Bí thư, quy trình được làm rất bài bản, nghiêm túc, nhân văn, nhân đạo, nhân ái. Kỷ luật đảng làm trước, hành chính làm tiếp theo và sau đó là xử lý về hình sự. Mọi việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ một ngày rưỡi, ban đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, dự kiến thi hành kỷ luật về đảng. Tiếp đó, Bộ Chính trị họp xem xét, thảo luận rất kỹ. 100% số phiếu biểu quyết yêu cầu kỷ luật cả hai trường hợp này cách tất cả chức vụ. Hôm sau, triệu tập Ban chấp hành Trung ương họp bất thường và thảo luận hoàn toàn nhất trí về ý kiến của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương cũng bỏ phiếu gần như tuyệt đối đồng ý phải khai trừ ra khỏi đảng. Sáng kế tiếp, Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thành Long, đồng thời chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Mặc dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp nhưng vẫn phải kiên quyết xử lý. Cả hai anh lúc đầu chưa nhận thức hết đâu nhưng cuối cùng đều nhận hết xin lỗi đảng, xin lỗi Tổng bí thư, hứa hẹn sẽ sửa chữa. Tổng bí thư cho hay, ông cũng nói thêm, tất cả nhân chứng khai báo hết rồi, không thể chối được sau khi bị cách chức ngay chiều cùng ngày cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam các ông nguyễn thanh long trung ngọc anh để tiếp tục điều tra tổng bí thư đánh giá việc xử lý hiện nay được tiến hành bài bản khoa học còn trước đây làm chưa được như vậy tổng bí thư nói thêm nhân các bác nêu tôi xin cung cấp thông tin như vậy vì có một số người nói ác thế khai trừ người ta lúc đang dịch giã thế này nhưng không có cách nào khác bản thân các đồng chí đương sự cũng đã nhận ra được sai sót khuyết điểm đây là điều quan trọng nhất không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Điều này nhiều lần tôi nói rồi, cắt bỏ vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây, chứ để lan ra sẽ rất nguy hiểm. Bức xúc dư luận, trung tâm triển lãm xây 10 năm chưa xong, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm hướng xử lý khi trung tâm triển lãm thủ thiêm tổng vốn hơn 800 tỷ đồng, triển khai 10 năm vẫn dang dở đề nghị được ông Cao Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi giám sát tình hình đầu tư công ngày mùng 9 tháng 5. Trước tình trạng trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố ở khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức đã bị trễ hẹn 8 năm. Công trình này rộng hơn 18.000 m2, quy mô 5 tầng, được khởi công năm 2013 do ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Về sau dự án được chuyển sang cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố. Với kiến trúc hai khối đặt nghiêng trụm vào nhau, khối thép tạo hình tam giác, trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, dự án sẽ xong vào năm 2015. Sau đó ngày hoàn thành được gia hạn thêm một năm, nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành và dừng thi công cho đến nay. Theo ông Bình, năm nay trung tâm triển lãm Thủ Thiêm được bố trí vốn 250 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Với tiến độ này, công trình khó có thể hoàn thành vào năm 2025. Chưa kể sau 6 năm dừng thi công, nhiều hạng mục thuộc dự án đã bị xuống cấp, cần phải đánh giá kỹ chất lượng mới có thể khởi động lại công trình. Dự án trước đây đã được tạm ứng khoảng 85 tỷ đồng bố trí cho các nhà thầu và đến nay chưa được thu hồi, nên cần có hướng xử lý nhằm tránh thất thu ngân sách, ông Bình nói. Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Bảy cho rằng cần làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đến công trình bị chậm tiến độ. Công trình nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố nhưng ngưng trệ nhiều năm, gây ảnh hưởng mỹ quan, yêu cầu phát triển, ông nói. Việc này cũng được nhiều đại biểu khác đồng tình và cho rằng Trung tâm Triển lãm Thủ Thiêm là một trong những dự án điển hình cho thấy mâu thuẫn rất lớn khi ban đầu các báo cáo đều nêu chọn được nhà thầu đủ năng lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vấn đề như nhà thầu không đảm bảo ảnh hưởng tiến độ chung. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc phụ trách Ban dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm được giao về cho đơn vị phụ trách từ tháng 2 năm ngoái. Công trình đã hoàn thành phần thô nhưng chưa thể thi công hoàn thiện bởi vướng mắc về gói thầu sản xuất và lắp dựng vách kính, khung rỡ vách ngăn. Gói thầu này có trị giá 107 tỷ đồng nhưng là hạng mục bao che bên ngoài nên khi dừng thi công dẫn đến các gói khác cũng không thể triển khai. Mặt khác do dự án bị dừng thi công nhiều năm nên phát sinh chi phí như trượt giá, hư hỏng thiết bị, chi phí bảo vệ công trường với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Theo ông Trường, sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị đã mời nhà thầu phụ trách gói thầu trên làm việc. Tuy nhiên, đơn vị này không hợp tác với lý do các vướng mắc cũ chưa giải quyết xong nên không chấp thuận làm việc với chủ đầu tư mới. Vì vậy, Ban Dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tính đề xuất dừng hợp đồng và khởi kiện nhà thầu này bởi đã tạm ứng 42 tỷ đồng nhưng chưa có khối lượng thi công hoàn thành. Sau đó, chủ đầu tư sẽ đấu thầu chọn đơn vị mới thi công. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nói rất xót xa, xa khi công trình được kỳ vọng nhưng bị ngưng trệ nhiều năm. Bà yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan. Dự án thu hồi đất của người dân, ngân sách nhà nước bỏ kinh phí đầu tư nhưng 6 năm rồi vẫn bình chân như vậy. Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố nói và đề nghị chủ đầu tư đề xuất hướng xử lý, tiếp tục công năng cũ hay đề xuất công năng khác để đảm bảo an toàn. Đề xuất cán bộ tín nhiệm thấp từ chức trong 10 ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại dự thảo mới nhất nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ban công tác đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề xuất quy định cán bộ có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức trong không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Đối với việc bỏ phiếu tín nhiệm thể hiện sự tín nhiệm hoặc không đối với người giữ chức vụ, Ban soạn thảo đề xuất xem xét quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp, tổ chức lấy phiếu hoặc kỳ họp gần nhất nhưng không quá 30 ngày sau khi công bố kết quả. Như vậy, dự thảo mới đã quy định rõ hơn về thời hạn thực hiện hệ quả pháp lý đối với người được lấy phiếu tín nhiệm và kết quả lấy phiếu tín nhiệm được dùng để đánh giá cán bộ, chứ không phải chỉ để tham khảo trong đánh giá cán bộ như trước đây. Ngoài ra, Ban soạn thảo bổ sung trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ khi có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bầu phê chuẩn trong năm lấy phiếu tín nhiệm quốc hội lấy phiếu tín nhiệm thực hiện quyền giám sát đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn gồm chủ tịch nước thủ tướng chủ tịch quốc hội tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội ủy viên thường vụ quốc hội tổng kiểm toán nhà nước các chức danh quốc hội phê chuẩn gồm phó thủ tướng bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch phó chủ tịch trưởng ban của hội đồng nhân dân chủ tịch phó chủ tịch các ủy viên ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ việc lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín trên phiếu ghi rõ họ tên chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ tín nhiệm cao tín nhiệm tín nhiệm thấp ban công tác đại biểu đánh giá quy định hiện hành về hệ quả đối với người được lấy phiếu đang không rõ ràng về thời hạn dẫn đến việc tùy nghi không đồng bộ cách gọi lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm trùng lập dễ nhầm lẫn hướng dẫn việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm chưa kịp thời nên khi triển khai còn lúng túng. Việc xây dựng nghị quyết nhằm thể chế hóa chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được xác định trong văn kiện của Đảng và pháp luật, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ năm theo quy trình rút gọn nhằm đảm bảo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2023. Cái đắng, vay tiền tỷ để đầu tư shop house Hàng loạt chủ kinh doanh triệu đô vỡ mộng, tình cảnh ế ẩm kéo dài không hồi kết, nợ chồng nợ chỉ vì đón bẩy tài chính. Thưa quý vị, quá cay đắng và xót xa, xa, khi vay cả chục tỷ đồng để ôm hàng, nhà đầu tư shop house triệu đô sống dở chết dở vì ế dài đợi khách. Sau thời gian gà đẻ trứng vàng, loại hình shop house thời gian qua rơi vào cảnh ế ẩm, giá đi ngang. Lợi nhuận cho thuê chỉ từ 1 đến 1 phần 2 trên năm khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, bán không được để cho thuê cũng không xong, diễn biến câu chuyện này ra sao, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Năm 2020, giữa lúc thị trường bất động sản nóng hầm hập, ông Trần Bá Cường rót tiền mua vào một căn shop house, tức nhà phố thương mại ba tầng, diện tích 7 nhân 24 m2 một sàn trên đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội, giá 15 tỷ đồng, trong đó có 9 tỷ đồng đi vay. Sau 2 năm ưu đãi, hơn 1 năm rưỡi qua, bình quân mỗi tháng ông phải trả lãi và gốc nhà băng gần 160 triệu đồng. Mục tiêu ban đầu khi đầu tư của ông cường là mua kỳ vọng bán tương lai, tức là mua để cho thuê trong thời gian ưu đại lãi suất. Sau đó khi giá nhà tăng thì sẽ bán lại để ăn tranh lệch. Tuy nhiên thị trường bất động sản lao dốc quá nhanh khiến mọi kế hoạch của ông bị phá sản. Hiện theo ông cường, căn nhà đang được cho thuê với giá siêu rẻ 15 triệu đồng một tháng, tương đương khoảng 180 triệu đồng một năm, tức biên lợi nhuận chỉ ở mức hơn 1% một năm. Giá căn nhà tăng khoảng 20%. Tuy nhiên vấn đề là ông Cường không thể tìm được khách mua để chốt lời thoát hàng. Mặt bằng chung giá shop house khu này hiện vào khoảng 17 đến 19 tỷ đồng, tức là tăng hơn 2 tỷ đồng, nhưng thị trường ế ẩm, tôi không thể bán được vì cung quá nhiều, trong khi lợi nhuận cho thuê hiện tại mỗi tháng chỉ thu về khoảng 15 triệu đồng, không đủ bù lãi. Ông Cường chia sẻ. Cũng đang trong cảnh thảm hại không kém, anh Phạm Đông, chủ căn shop house tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội cho biết, trong năm 2021 và 2022, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 anh chấp nhận mức giá ưu đãi 20 triệu đồng một tháng cho khách thuê mở siêu thị mini. Bước sang năm 2023, hết dịch, vừa có ý định tăng giá thì khách buôn bán khó khăn nên trả mặt bằng. Kể từ đó đến nay, anh chưa tìm được khách thuê mới, dù chấp nhận giữ nguyên giá cũ. Để đầu tư căn này, tôi vay ngân hàng hơn 3 tỷ, giờ mỗi tháng trả lãi vào gốc gần 50 triệu đồng. Thu không đủ bù chi, nhưng hiện muốn bán lại rất khó. Vừa qua có khách hỏi mua, nhưng đòi giảm gần 2 tỷ đồng. Khó khăn trồng chất, giờ bán không đành mà để cũng không xong. Anh Đông nói, khảo sát của VN Business cho thấy tình cảnh ế ẩm đang diễn ra tại nhiều khu shop house có giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ ở các quận như Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm. Giới chủ mòn mỏi đợi khách buộc phải treo biển đại hạ giá, lợi suất cho thuê thua gửi ngân hàng 6 đến 7 lần. Đơn cử tại một khu đô thị trên đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, dù sở hữu vị trí đắc địa nhưng đến nay còn không ít căn shop house vẫn để trống, mòn mỏi đợi khách thuê. Theo thông tin giao bán, mỗi căn tại đây có giá giao động từ 16 đến 35 tỷ đồng, giá thuê từ 30 đến 45 triệu đồng một tháng. Có thể thấy bất chấp việc thị trường bất động sản liên tục có chính sách gỡ vướng, loại hình shop house vẫn chưa thể lấy lại ánh hào quang trong quá khứ. Nguyên nhân trước hết là bởi lợi suất cho thuê quá thấp trong khi tiền đầu tư ban đầu cao. Cụ thể, theo Cashman and Wakefield, sản phẩm shop house triển khai từ năm 2017-2018, giá thứ cấp hiện đã tăng ít nhất 200%. Đặc biệt trong giai đoạn đỉnh sốt, nhiều khu vực tăng gấp 2, gấp 3. Tuy nhiên khi đi vào vận hành, lợi nhuận khai thác cho thuê của nhà phố thương mại lại rất thấp. Tỷ suất lợi nhuận thực tế của phân khúc nhà phố thương mại chỉ đạt từ 1 đến 1,5%, một số ít khu vực sầm uất hơn, hiệu suất khai thác shophouse cũng chỉ đạt 2 đến 3% trên tổng giá trị tài sản. Báo cáo của Cashman and Wakefield nêu, shophouse triệu đô rõ ràng đang giảm sức hút so với thời hoàng kim. Tuy nhiên theo giới phân tích, đây vẫn là phân khúc tiềm năng và rất khó để kỳ vọng có một làn sóng giảm giá hay bán tháo diện rộng trong thời gian tới